Xin chào các bạn đến với ASX Mãng Kỳ. Hôm nay thì tôi xin làm một cái video giới thiệu cho các bạn làm sao để xử lý một cái vấn đề khá là đơn giản nhưng mà sometimes nó sẽ làm chúng ta rất là phiền phức, đó là computer chúng ta bị chậm và mỗi ngày một chậm. Thì có những có rất là nhiều cách để mà làm nó nhanh hơn. Đương nhiên cách mà nhanh và gọn nhất là bạn mua cái máy khác. Nhưng mà nếu mà bạn không có tiền hoặc là vẫn muốn sử dụng cái máy cũ của bạn vì nó là thứ nhất là kỷ niệm, hai là bạn đã mua nó lâu rồi bạn quý nó, là người tiết kiệm giống như tôi, thì chúng ta cùng theo dõi nhé. Thì rồi ok thì tôi bắt đầu rồi. Thì các bạn có biết thì tôi giới thiệu các bạn đây là cái Windows 10 ha. Nhưng mà cái Windows 11 thì cái concept nó giống như cái chỉ có cái interface nó hơi khác chút xíu thôi. Thì tôi có giới thiệu các bạn về Windows 10. Chẳng hạn như khi chúng ta bị chậm, chẳng hạn như khi bạn click những cái folder hay những cái gì đó mà chúng ta phải chờ rất là lâu. Và khi mà nó start up cái computer thì nó khá là lâu. Và chúng ta có một số vấn đề load up khi mà bạn bật computer lên, nó take long time to load. Cái vấn đề dễ hiểu thôi, thì thứ nhất đó là computer chúng ta đã khá là cũ và nó có rất là nhiều lock phải không? Có một số cách để chúng ta làm nó nhanh hơn. Thì điều kiện thứ nhất, chúng ta có thể nhìn vào cái form ha. Bạn có thấy chẳng như vậy, bạn sẽ go to this computer ha. Bạn có thấy cái tay số cái số file trên drive của bạn nó có thể đầy đầy. Để các bạn thấy go to property here. Để nhìn ha, các bạn thấy. Thì ở function Windows 10 nó sẽ có trong phần disk cleanup. Ta có click on it. Chúng ta thấy có những file đây, chúng ta click clean up system file và họ sẽ cho chúng ta biết những cái file cần clean up. Với Windows 11 thì cũng vậy thôi, nhưng mà Windows 11 thì có thể dễ hơn. Các bạn thấy click nhé, ta sẽ là clean up. Đấy. Các bạn sẽ thấy cái function nó lên à, là disk clean up giống như trang thì bạn click vào nó. Thì khi mà nó calculation một chút xíu thì họ sẽ cho báo cho chúng ta biết. Ok. Ok, sau khi họ báo chúng ta biết ha, chẳng hạn các bạn thấy ha, Windows Update 5 GB, thấy chưa các bạn thấy không? Họ nó tag 5 GB của chúng cầm cái drive của chúng ta có thể clean it up để cho nó tốt hơn. Chúng ta click OK ha, chúng ta chọn hết những cái mà chúng ta không chúng ta nghĩ sẽ delete được cho những OK. Delete file. Thì sau khi cái phần này nó chạy xong thì chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ computer chúng ta sẽ nhanh hơn chút xíu. Nhưng rồi, đó là một cái cách. Cái cách thứ hai mà chúng ta các bạn sẽ biết. Cái này thì chúng ta sẽ vô cái control panel, ok. Chúng ta sẽ bạn bấm vô cái search bar, để bấm vào đây, bạn bấm search control panel hay là bạn bấm cái window này, bạn có thể type in control panel. Điều Windows 10 hay Windows 11 đều nó là để cho chúng ta đến cái control panel như là cái nơi để chúng ta quản lý máy tính của chúng ta, ok. Và khi mà chúng ta vô đây thì default thì họ sẽ list nhiều thứ. Thường thường default họ sẽ list như vậy. Thì các bạn có thể tùy. Nhưng mà tôi thì sẽ nghĩ thường thường tiêu chuyện như này last icon ha, và tôi coi cái phần power ha, power option. Thường thường thì default của cái computer chúng ta các bạn sẽ thấy nhiều nhiều cái option. Rồi để tôi làm cái đó cho bạn thấy cái option mà default ha. Ok, thì các bạn thấy trên màn hình ha, lại tôi pause tôi làm lại thì các bạn thấy default cái computer của bạn á, nó sẽ có Windows 10 hay là Windows 11 thì nó sẽ có cái function này. Nó gọi là turn on fast startup. Ok, recommended so Windows vậy. Turn on fast startup có nghĩa là gì? Cái khi mà computer bạn turn off nó chỉ go to deep hibernate thôi. Vì bạn khi bạn tắt nó thì bạn bật lên nó sẽ lên liền. Vậy về lâu về dài thì các bạn sẽ thấy cái computer của bạn sẽ rất là chậm. Ok. Nếu bạn muốn biết các bạn có thể right click on cái window ha, Windows 11 hay Windows 10 thì đều thấy. Có thể vô Task Manager. Right click on cái window anh chúng ta sẽ thấy rằng cái performance thì họ sẽ cho chúng ta biết là uptime là bao nhiêu. Khi mà cái mode mà nó turn on fast startup này lúc nào on á thì cái uptime này nó sẽ include nó sẽ cạo cộng lên. Tại vì khi các bạn shut down actually not shut down nó vô hibernate. Thì thường thường một số người thì họ có thể dùng cách này ha, và thấy cả change setting are not available ha, bạn click vào đấy bạn có thể untick cái này
và bạn có thể click save change. Ok, cách này thì bạn vô đó và coi. Khi bạn này khi bạn tắt máy thì nó sẽ fully tắt, và nó bật lên thì bạn sẽ fully turn on. Nó take a bit of time, lâu hơn chút xíu, nhưng mà nó sẽ help cái machine chúng ta better, nó sẽ last longer và chúng thanh toán nó nhanh hơn. Đó là một nó hơi nhanh một chút thôi, nhưng mà nếu mà bạn muốn turn off completely cái hai bên ấy đó, hai bên ấy là cái chế độ ngủ sau, thì các bạn có thể tự chỉ các bạn theo cách này ha. Thì các bạn hãy click vô here, bấm là CMD command from, các bạn just highlight đó, bạn thấy sẽ run administrator, nghĩa là bạn run bằng chủ nhân của máy. Ok, sẽ báo bạn sẽ yes or no, bạn sẽ yes. Giờ sau đó bạn bấm thế nào, power, ok, CFG, bấm space, dash H, dash off, ok. Basically cái command này nó sẽ làm cho cái hai bên này turn off. Và cái hai bên này turn off nó sẽ tiết kiệm chúng ta khoảng chừng 12GB cho cái hard drive của chúng ta. Nha, các bạn thấy hồi nãy tôi có làm cái hard drive mà clean up, bạn thấy 5GB, thì sẽ nó tiết kiệm được 12GB cho chúng ta. Thì sau khi bạn làm đó thì bạn có thể refresh cái này ha, bạn thấy. Các bạn thấy không? Cái đó cái option nó disappear thì nào? Khi lúc này thì cái computer chúng ta shut down hoặc chúng ta turn on nó sẽ take a bit of time, nhưng mà nó sẽ tốt cho máy chúng ta. Ok, các bạn sẽ sử dụng nó tốt hơn và các bạn sẽ thấy nó nhanh hơn. Thì nếu mà bạn để cái chế độ kia lúc nào cũng để thì nó sẽ chậm cái máy bạn, cuối cùng một ngày nào đó bạn cũng phải restart cái máy, hoặc là sometimes nó tự động nó crash và Windows tính toán nó corrupt luôn, là chúng ta phải làm lại cái Windows, nó sẽ take a lot of time. Và nếu bạn không biết thì bạn phải mang lại tiệm và họ sẽ chạp bạn sẽ rẻ như 100 đi rebuild Windows, và bạn hay lost những cái file của bạn, nó backup thì họ tính theo giờ, 60 đồng giờ backup, họ tính tiếng 2 tiếng nữa là có nghĩa bạn dễ dàng ra 200, thì buộc lòng thông tin của bạn quý giá thì bạn phải trả thôi. Còn nếu mà không bạn làm này thì computer last rất là lâu. Tôi dùng một những cái máy xài hơn 5 năm nó không sao hết. Đương nhiên nếu bạn có tiền mà mua máy mới thì khỏi gì phải nói. Ok, đó là cách, đó là hai cách. Một cách nữa, ok, khi mà computer chúng ta run càng ngày càng lâu á, thì nó sẽ có những cái log file, cho vô control panel lại ha, thì nó sẽ làm cho computer chúng ta chậm, thì cái log file nó build up over time rất là nhiều cái log. Thì các bạn sẽ thể coi ha, trong này thì chúng ta coi cái log file. Ok, để chúng ta search in here. Event viewer, ok. Ok, nó nằm trong administrator tool. Ok, trở lại đứng lại đây, lại click on administrative tool. And chúng ta sẽ coi event viewer, ok, E, click there. Khi bạn vô đây thì sẽ bạn thấy window lock, tôi thấy cái lock build up, wow, theo thời gian cái lock nó càng ngày càng nhiều. Các bạn thấy là nó take long time nhưng mà load, tùy cái computer chúng ta, mà tôi chắc chắn rằng những cái computer của bạn đang xài thì chắc chắn cái lock của bạn rất là nhiều. Và nếu bạn clear cái lock thì bạn có thể sẽ giúp bạn improve cái speed thấy rõ ràng. Thì khi mà bạn click vào đây, chúng ta chờ ha, để tôi pause video. Ok, thì cái lock nó lock thì các bạn thấy ha, tôi có 33.000 lock ha, security lock khá nhiều, 31.000 lock, setup lock 500 máy, system lock. Ok, thì chúng ta chỉ cần delete cái một lock này, application lock, security lock, system lock. Những cái lock này các bạn có thể clear, nếu bạn muốn save lại cũng được. Ok, lấy sang tôi nhấn clear ha, các bạn hãy lấy dụ ha, tôi muốn clear, bạn save and clear. Thì có thể click save cái log này lại in case, nhưng mà tôi muốn xem nó thì tôi bạn hành ok, tôi vô cái C drive ha. Tôi vô setup ha. Tôi bấm vô là cái này là cái system log. Để tôi đợi cái ngày vô ha, ngày 20/06/23. Ok. Cái là vậy ha, tôi để đây save. Sau khi tôi save thì nó delete hết, các bạn thấy không? Delete hết. Thì làm như vậy thì cái computer các bạn nó sẽ save cái log ra cho bạn, nó export ra. Các bạn đưa đi xem. Cái này tên là application log ha. Để cái app log ha. Từ tháng 6 23 đi. Khỏi vấn đề log. Khá là vậy.
Các bạn cần phải làm cái này không không lâu lắm đâu, bạn mỗi 6 tháng 1 năm bạn làm được, khi nào bạn thấy chậm bạn làm cũng được. Thì cái này nó dễ dàng ha, nó sẽ làm cho các bạn đó, bạn thấy không? Clear. Okay. Từ ba mấy ngàn mà tới đó. Có những cái bạn cần chú ý thì bạn làm, nhưng mà thật sự nhiều khi tôi nghĩ bạn cứ nhìn đây cái lock này chỉ có chuyên gia người ta mới biết nó bị gì thôi. À, tôi nhìn thì tôi có thể biết cho bạn nhìn, nhưng các bạn không biết là cái gì đâu. À, nó không không rõ ràng cho nên đó xóa. Sau khi đó bạn chắc chắn tốc độ bạn nó sẽ improve. Ok. À, cách nữa đó là chúng ta go to setting. Ok. À, rồi các bạn sẽ vô cái setting chỉnh lại là performance, là performance có nghĩa là làm cho máy nó mạnh hơn, nhanh hơn, chạy nhanh hơn. Click your system. Ok. Ok, so advanced system setting các bạn thấy ha, cộng tên bên phải ha. Thì các bạn vô performance, bạn hãy click setting. Thì các bạn thay đổi là adjust for best performance có nghĩa là làm cho nhanh nhất. Nhưng mà cái làm cho nhanh nhất á, thì nó sẽ xấu nhất. Cái màn hình chúng ta sẽ xác rất xấu. Và nếu mà để Windows the best á, thì tốt nhất. Nhưng nếu mà bạn không có option nào khác thì bạn buộc lòng phải chọn cái này. Thì cái computer chúng ta nó sẽ thay đổi những cái thích ở đây nó sẽ biến hết và nó làm cho computer nó nhanh hơn phần. Ok, à, đó là một cách nữa để giúp. Ngoài ra có một cách số cách nữa là chúng ta limit những cái startup ở the bottom, góc bên tay phải của màn hình các bạn đó, nó có những cái app lock nó lên nhiều thì các bạn có thể limit cái lock đó cho nó đừng load nhiều. Nhưng mà tôi thì thấy cái đó cũng không cần thiết lắm, vì cái bạn turn on computer bạn để nó chút xíu nó load hết thôi. Chưa khi nào computer bạn trở nên quá là chậm, cái đó điều đó các bạn cần. Ok. Rồi, đó là vài dòng để nói cho các bạn làm sao để cho các bạn cho những computer bạn nhanh hơn. À, nếu mà cái computer của bạn quá cũ đi rồi thì người ta sẽ khuyên các bạn nên đổi cái hard drive SSD hoặc là mua cái mới. Thì lúc đó bạn cũng nên consider, nếu mà coi thà mình mua cái mới thì nó tốt hơn, mình có thể khai thuế được vào cái tháng này tháng 6 ha. Và cũng còn sang năm tài khoản thì bạn sẽ khai thuế được và trong cái vấn đề technology của bạn. Rồi, tôi chỉ giới thiệu các bạn vô đó thôi. Nếu bạn muốn biết thêm gì thì leave comment bên dưới. Và đây là một cái series mới thì tôi cũng sẽ nghiên cứu và giúp đỡ các bạn nhiều hơn. Và cái concept thì cái Windows 10 và Windows 11 nó cũng giống nhau, y chang vậy thôi. Các bạn vô control panel nó giống nhau. Windows 11 có thể thay đổi một chút xíu nhưng mà không có đổi gì nhiều. Cái search function rất là hữu dụng. Bạn có thể search cho bất kỳ những cái function nào mà hồi nãy giờ tôi có nói thì bạn ấy đó. Rồi, xin cảm ơn các bạn nha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong video sau.